Dạ vâng, hello em Linh, xin chào cả nhà. Vâng, chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh Lan Rừng Hồ Công. Và trong video ngày hôm nay, phiên ngày mùng 3 tháng 7 năm 2024. Vâng, hôm nay là buổi sáng các bác nhé. Thì em Linh lên đây chia sẻ cho mọi người một cái giống lan rất là đặc biệt và màu sắc hoa rất là ok và cây hoa rất là thơm mọi người nhé. Đó là cây đỏ kim cương. Đấy, cây này thì hiện tại đã nở tại vườn em đây mọi người. Mọi người đang ngắm mặt bông đây là nở tại vườn luôn nhé. Đấy, thì đây là hình ảnh của em ạ. Mọi người nếu mà chưa có cái giống này, đấy thì mọi người có thể là sưu tầm vì cái giống này nó rất là đặc biệt, đặc sắc. Đây, video ở vườn luôn mà mọi người cùng ngắm ạ. Em Linh đưa lên cắt cúp luôn ạ. Bông nó phải nói là rất là xinh. Đây rất đẹp, và em Linh có chia sẻ cả lẻ cả chậu nhé. Đây thì trước mắt đây mọi người là có hai chậu vì cái giống này nó cũng đang rất là ít, nó không có nhiều trên thị trường đâu mọi người ạ. Đây ạ, thì như cái thân tơ này này. Đấy, như các cái thân tơ này thì em Linh đang chia sẻ là 250.000 đồng cho một thân. Đây thí dụ mọi người là em chia sẻ một cặp này này, một cặp riêng này này. Rất là đẹp nhá, tơ đẹp này, có một chút sọc nữa mọi người này. Đó. Là 500.000 đồng cho cái cặp này này. Một mẹ, một măng lớn này là thành thân rồi, thành hai thân rồi. Đó là 500.000 đồng. Và những cái thân tơ này. Đấy, thân tơ đã trưởng thành đủ tiêu chuẩn để đẻ con rồi nhé mọi người nhé. Đấy là 250.000 đồng. 250.000 đồng cho một thân. Và những cái thân bánh tẻ này, những thân này này. Đấy, thì em Linh giao lưu cho mọi người là giá là 200.000 đồng cho một thân. Đấy, mọi người sưu tầm giống thì sưu tầm những thân 200, 250 rất ok đấy. Đấy, và này thì tuyệt đối bảo hành cho mọi người là chuẩn mặt bông nhá. Những cái dòng này thì đầu lá của nó mọi người để ý này. Đầu lá của nó là vút nhọn. Đấy, vút nhọn về một hướng nhá. Một hướng đấy, giống như mũi kiếm đấy. Thân lá rất là đẹp. Nó giống hệt như cái thân đỏ Mỹ luôn. Đó, thân lá nó không khác gì thân đỏ Mỹ. Và bây giờ cái dòng đỏ Mỹ thì giá đã rất cao. Đấy, giá cao hơn cái này khoảng tầm gần 10 lần cơ. Đấy, gần 10 lần khoảng tầm 1,5 triệu, 2 triệu cho một thân đó, 10 lần đó. Đấy, giá nó rất là cao nha mọi người. Đó là em giao lưu trong ngày hôm nay là đỏ kim cương. Tiếp theo em giao lưu cho mọi người đây ít cái dòng lá sọc. Cái này thì chưa bằng mắt thì mọi người yên tâm rồi. Em giới thiệu mọi người đây là một chậu sọc ma bó này. Đấy, cây này là cây lá nhựa. Cây này thì quá là tuyệt vời rồi. Năm nào nó em cũng cắt ki và nhân giống thì nó rất là đẹp. Mọi người thấy chưa? Đấy, như cái chậu này thì em giao lưu là 450k này. Đấy, mọi người để ý là cái sọc này nó cao giá nhé. Những cái sọc mà sắc nét này thì nó không có nhiều cây đẹp đâu. Nhưng cây này nó không bao giờ đẹp bằng này. Đó, màu sắc của nó là nhạt nhạt nhợt hơn này. Cây này này, nó lên màu rất là đẹp. 450.000 đồng là cái chậu sọc này ạ. Tiếp theo có chậu sọc âm dương. Âm dương thì nó lên rõ ràng luôn mọi người này. Mọi người thấy nó lên cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Rất ổn định và đẹp nhé. Cái cây sọc âm dương này thì em giao lưu cho mọi người với giá là 230k, 230.000 đồng là cây sọc âm dương. Và đây là những cái cây nâu một là cây hạc vĩ. Thì những cái loại này thì giá nó lại cao này. Thế mọi người, những cây này tầm 1,5 triệu đến 2 triệu cơ. Đấy, và cây này cũng tầm hơn 1 triệu này. Đó là cây nâu một là hạc vĩ đấy. Thì nói chung là nó giống nó bé thì giá nó rẻ. Cây sọc số 3 này. Cây này cũng rất là đẹp nhá. Đấy, cực kỳ đẹp. Em giao lưu cho mọi người là 120k thôi. Cái sọc số 3 này này, kèm theo một cái ki gì em cũng không rõ nữa. Cái hồng đấy, không biết là ki gì đây. Đó, thì là 120.000 đồng thôi. Giá rất là rẻ cho mọi người, có thể là sưu tầm hôm nay thì mua một ki như thế này. Nhưng mà đánh hôm sau thì sẽ là rất được nhiều ki nhé mọi người nhé. Năm sau thì nó thành một chậu to, mà cái dòng này thì nó nhiều mắt đó. Đấy. Thì mọi người có thể là tách chiết ra để trồng. Đấy, thì trong video hôm nay thì em chia sẻ cho các bác và chú anh chị những mặt hàng như vậy thôi. Và video hôm sau thì em sẽ chia sẻ cho mọi người là cái dòng ngọc diệp này này. Video thứ hai trong ngày hôm nay buổi trưa đấy. Đó, giá này thì cũng tầm là từ 50.000 cho một thân, 450.000, 60.000 tùy thân có măng có mầm. Đấy, mọi người muốn sưu tầm
bao nhiêu thân, thì cứ comment hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em dùng hai số điện thoại đó. Thì số thứ nhất là số 0358169999 và số thứ hai là số 0947977186, thì hai số đều dùng Zalo. Chậu này nở hoa rất là sai luôn, cực kỳ dày, dày bông và đẹp. Và đặc biệt hoa rất thơm mọi người, hoa thơm mùi rất là nước hoa, thơm cực kỳ luôn. Rất nhiều bông nhé. Em xin phép xuống like tại đây. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Mọi người xem video để cho em Linh xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like mọi người nhé. Đấy thì số điện thoại thì em sẽ ghim trên bài. Mọi người đặt hàng thì liên hệ trực tiếp cho em, điện thoại trực tiếp, hoặc là có thể là kết nối Zalo giúp em ạ. Em Linh cảm ơn mọi người. Chào tất cả các bác cô chú anh chị ạ.